Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách ủ trà lá dứa và cách dùng trà để điều trị bệnh tiểu đường rất hiệu quả. Đây là phương pháp hữu hiệu đem lại chuyển biến tích cực trong việc điều trị bệnh, do trong lá dứa có một số chất rất tốt cho việc ổn định đường huyết của bệnh nhân tiểu đường. Cách ủ trà của mình là hàng ngày mình sẽ sử dụng một nắm lá dứa tươi khoảng 6 lá, mình đem mình rửa sạch rồi mình ngâm muối loãng 15 phút. Rồi mình để cho lá dứa của mình ráo nước. Để ủ trà thì mình sẽ sử dụng ly thủy tinh ha. Lá dứa thì các bạn có thể cắt nhỏ hoặc cuộn lại như mình cũng được ha. Rồi mình cho nước nóng vào ly và ủ trà khoảng 15 phút. Các bạn có thể sử dụng bình giữ nhiệt để ủ trà cũng được ha. Có thể đậy nắp hoặc không đậy nắp đều được. Cách sử dụng là mình uống trà lá dứa thay nước lọc hàng ngày. Khi uống hết thì các bạn sẽ cho nước sôi vào và tiếp tục ủ cho lần uống tiếp theo. Theo chia sẻ của một số người quen của mình bị bệnh tiểu đường, thì việc uống trà lá dứa thay nước hàng ngày đã giúp đường huyết của họ hạ về mức ổn định sau 2-3 tuần kiên trì sử dụng. Mặc dù trà lá dứa rất tốt đối với bệnh nhân tiểu đường, nhưng mà mình có một số lưu ý cho các bạn nè. Đó là các bạn không nên dùng trà lá dứa để thay thế hoàn toàn cho thuốc tây, mà phải có sự kết hợp để đạt được hiệu quả tốt nhất. Hơn nữa, các bạn phải xác định là việc dùng trà lá dứa để điều trị bệnh tiểu đường là việc làm lâu dài và thường xuyên. Mình hy vọng là với cái chia sẻ của mình, nó sẽ giúp ích được cho các bạn trong việc ổn định đường huyết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.